Quay ngược thời gian trở về tuổi thơ cùng trên xuyên không về thời Yahoo, bé ngốc xíu gạch yêu anh rất nhiều. 9X chắc bồi hồi lắm đây. Kim tới pin nha. Hả? Không tới hả? Sao kỳ vậy? Kim hẹn pin mà. Sao kỳ không tới? TikTok là một trong những nền tảng xem video ngắn phổ biến nhất hiện nay. Trong giai đoạn dịch Covid-19, TikTok ghi nhận số người dùng phát triển đột biến. Với lượng người dùng đông đảo, TikTok dễ trở thành nền tảng để sáng tạo những trào lưu triệu view hay là cái nôi của nhiều trào lưu hài hước. Điển hình là trend xuyên không về thời còn xài Yahoo. Một trong những người mở đầu trào lưu này chắc phải kể đến cô bé có nickname tên Bi, khiến không ít hot TikToker chờ đến các nghệ sĩ của showbiz Việt phải hào hứng tham gia. Theo đó, trào lưu này sẽ là màn biến hình ngược từ hiện đại xuyên không về Việt Nam những năm 2007-2008. Thời điểm này, trai xinh gái đẹp Việt Nam vẫn đang dùng Yahoo, nước Zimmy, bắn Gundy, tụ tập nhảy audition, thời của những quán nét đông nghịt người, những ca khúc của Bảo Thy cùng mái tóc sư tử là hot trend thời điểm đó. Nữ chủ tịch Việt Phương Thoa khiến dân tình không ngừng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh thời cắt sách đến trường. Bên cạnh sự thay đổi về màu da, phong cách thời trang và tạo dáng, cô nàng khiến không ít người xuýt xoa bởi những đường nét thanh tú trên gương mặt. Qua loạt ảnh chủ tịch triệu view gây chú ý từ những khung hình thời chưa hết mùi phèn, cô đã gây ấn tượng với chiếc mũi cao, hàm răng đều cùng nụ cười tươi và đôi mắt to trong sáng. Những cách tạo dáng ngô nghê hồn nhiên khi đó khiến ai nấy đều thích thú. Có thể thấy Nguyễn Việt Phương Thoa đã không ngừng thay đổi, tìm ra điểm mạnh của bản thân và phát huy những nét đẹp vốn có. Long Chun cũng là một hot TikToker đình đám nên anh chàng cũng nhanh tay bắt trend đăng tải hình ảnh thời ngố tàu, kèm theo đó là nick Yahoo của mình Boy Hip Hop thích ăn kem xốp. Trên TikTok cá nhân của mình, Hà Minh Si cũng đã đăng tải đoạn clip biến hình từ hình tượng mẹ bỉm trở về thời trẻ trâu với dòng trạng thái nick Yahoo ngày xưa của mọi người là gì. Quay lại với màn bắt trend của Hà Minh Si, ở những giây đầu, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo vô cùng xinh đẹp bất chấp filter, nhưng chỉ vài giây sau đó, với cú cụm tay vào màn hình, Hà Minh Si đã biến hình sang hình tượng trẻ trâu khiến fan cười xỉu với filter đầy nơ đủ các màu sắc mà các bạn trẻ 8x 9x cực kỳ lăng xê. Cùng với đó là cách tạo dáng cuối clip lẹ lưỡi chùm mỏ, kèm thêm phần nhạc nền là ca khúc đình đám Trú Mưa của nhóm nhạc HKT một thời. Hà Minh Si khiến cư dân mạng phải reply nhiều lần khoảnh khắc tạo dáng cực kỳ lầy lội đó của mình để xem đi xem lại vì quá chừng mắc cười. Thành viên HKT TT cũng không bỏ qua trend này. Ca sĩ sinh năm 1990 cũng lật lại ký ức khi chơi lớn để lại kiểu tóc ngày xưa và đăng lên trang cá nhân. Nhiều fan để lại loạt bình luận sôi nổi, đồng thời nhắc nhớ lại những năm 2006-2007. Theo đó, các thành viên của HKT từng tạo được sức hút riêng đối với đông đảo khán giả thời điểm ấy. Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Phước gây cười khi chia sẻ hình ảnh lạ nhưng vô cùng đáng yêu của mình. Theo đó, nữ diễn viên mặc áo thun đen đơn giản nhưng mái tóc được tạo theo kiểu mái xéo dày cộm, phối kẹp càng cua nhiều màu sắc. Bên cạnh đó, biểu cảm gương mặt chu môi của người đẹp cũng khiến dân tình được fan cười nghiêng ngả. Cô còn giơ bàn tay có viết chữ bên trong giống trend tạo FS lúc xưa. Giang Khách sau nhập ngũ cũng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi có màn biến hình thành những cô cậu trẻ trung thời điểm những năm 2000. Trong đó, siêu mẫu Minh Tú, ca sĩ Hòa Minzy, ST Sơn Thạch và Minh Tú và diễn viên Duy Khánh khoác lên mình những bộ trang phục mang đậm phong cách hoài niệm. Đặc biệt, biểu cảm gương mặt chu môi nhắn nhít của dàn sao Việt nhận nhiều lời lượt tương tác từ cư dân mạng. Thời điểm hiện tại, khi teen code không còn phổ biến thì những viết lại hay đọc được những tên nick ngày xưa hẳn là một thử thách lớn. Trào lưu này vẫn đang nhận về sự yêu thích lớn từ cộng đồng mạng. Số lượng video bắt trend này hàng ngày đang tăng lên. Bạn đã bắt trend này chưa? Nick Yahoo ngày xưa của bạn là gì? Cùng comment bên dưới cho Giang biết với nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!